Ủa đi bạn. Bạn có nhớ lần cuối cùng mình ngồi với nhau là khi nào không? Lần cuối cùng á? Ừ. Đây, lần cuối cùng này, lần cuối cùng trước khi mỗi đứa một nhà. Ừ. Cũng đúng. Đây chắc là cuộc ly hôn dễ dàng nhất của tòa từ trước tới giờ ấy nhỉ? Cũng đúng tiếc. Đồ bên nhà em cứ để đấy. Cuối tuần anh sang anh dọn cho. Với lại là mai xong việc ở tòa, anh muốn đón thằng Voi ra ngoài một chút. Anh sẽ giải thích thêm cho cô cậu hiểu về sự thay đổi đột ngột này. Em cảm giác đây giống như đêm 30. Mọi người tất bật dọn dẹp mọi thứ, chào đón một năm mới. Chúc chúng ta tất cả đều hạnh phúc. Anh chúc em sẽ tìm được một người đàn ông đáng tin cậy, một người mà khiến cho chị em phụ nữ có cảm giác được an toàn, được trân trọng. Có tìm được ấy thì chắc gì người ta đã thích em. Từ trước tới giờ em toàn yêu đơn phương thôi. Gớm. Từ trước tới giờ có mỗi người chứ mấy. Em đang yêu ai à? Cũng là đơn phương thôi mà, ai với ai đâu quan trọng đâu. Vậy là bây giờ hai mẹ con Vi chuyển đến nhà mới rồi à? Vâng. Giờ một mình em ở trong căn nhà trống hoác, em đang có cảm giác là mình bị khủng hoảng sau ly hôn ấy. Là lựa chọn của em thôi. Hay là bây giờ em mời Yến về xử lý khủng hoảng cho em đi. Thậm chí bây giờ em chỉ muốn ở một mình. Cô ơi, cô Lu, cô Lu, cô Lu. Rồi, hết tiền. Cô chào mẹ. Dạ con. Ôi, thơm ấy nhờ. Sắp thành một người phụ nữ đảm đang rồi đấy. Thì bây giờ độc lập, phải lo cho thân mình, phải lo cho Voi chứ. Với cả ông Voi nè, đang hơi thừa cân đấy. Em đang tập nấu mấy món cho cô cậu thắng cân luôn. Con có nặng cân đâu, bố nhở. Không có nặng. Thế số đi ông tướng. Ôi, sắp gãy lưng của bố rồi. Đứng dậy nhanh lên, vào cái ba lô này. Mệt quá. Cho anh ăn cơm ké với nhá. Anh không dặn trước. Em chỉ nấu đủ cho em với Voi thôi. Thế thì để anh xuống mua thêm. Anh thì biết cái gì. Ở trên nhà đi, em đi mua cho. Ok, nhớ mua thêm đồ nhậu nhá. Bố ơi. Ừ? Bố ăn cơm xong bố ngủ ở đây với con nhá. Chắc là không được rồi. Bà nội bảo với con là bố không ngủ với con, không chơi với con là con bị thiếu thốn tình cảm đấy. Gớm ông tướng, lẻo mép giống ai thế nhở? Thiếu thốn tình cảm mà bụng thế này, mông thế này hả? Hay là bố con mình tỉ thí một ván cá ngựa đi. Ok bố, con chơi luôn. Bà lấy. Vâng.